Tại hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi ở Saint Petersburg, ông Putin tuyên bố kỷ nguyên bá quyền của một hoặc vài quốc gia đang lùi vào dĩ vãng. Trước mắt chúng ta, lục địa châu Phi đang trở thành một trung tâm quyền lực mới. Vai trò chính trị và kinh tế của nó đang tăng lên theo cấp số nhân. Mọi người sẽ phải tính đến thực tế khách quan này, Tổng thống Nga nói. Ông Putin nhấn mạnh một số biểu hiện của chủ nghĩa thực dân vẫn chưa bị loại bỏ cho đến ngày nay và vẫn được thực hiện bởi một số cường quốc trước đây là đế quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thông tin và nhân đạo. Phần lớn các nước châu Phi giữ quan điểm trung lập về chiến sự tại Ukraine. Dù vậy, Nga dường như nhìn thấy tiềm năng có thể khiến châu lục này ngả về họ nhiều hơn nếu có thể cung cấp những mặt hàng mà châu Phi cần, đồng thời củng cố uy tín của mình trên lục địa này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng 17 nguyên thủ quốc gia và 49 phái đoàn của các nước châu Phi hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga châu Phi diễn ra tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Hội nghị diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Nga quyết định không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen, vốn rất quan trọng với an ninh lương thực của nhiều quốc gia châu Phi. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng để thay thế Ukraine xuất khẩu ngũ cốc tới châu Phi cả trên phương diện thương mại và viện trợ, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của Moscow trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Theo Tổng thống Nga, để làm được điều này, Nga đã kéo dài kỷ lục vụ sản xuất ngũ cốc trong năm nay. Nhà lãnh đạo Nga cho biết nước này đã gửi 11.5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi trong năm 2022 và riêng nửa đầu năm nay, dù trong bối cảnh bị trừng phạt, con số này đã là 10 triệu tấn. Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí hàng trăm nghìn tấn ngũ cốc cho các quốc gia châu Phi có nhu cầu, đồng thời, Nga sẽ giúp châu Phi thiết lập nền nông nghiệp của riêng mình. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea 25.000 đến 50.000 tấn ngũ cốc miễn phí cho mỗi nước trong vòng 3-4 tháng tới, ông Putin khẳng định. Đồng thời, người đứng đầu Điện Kremlin cũng tuyên bố xóa nợ 23 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 90 triệu đô la Mỹ nữa với cùng mục đích giúp châu Phi phát triển. Ông Putin cho hay, bất chấp những khó khăn của thị trường toàn cầu, giao thương giữa Nga và châu Phi tiếp tục tăng trưởng và còn nhiều dư địa. Nga từng ít đầu tư vào châu Phi, tuy nhiên nước này hiện đang muốn củng cố uy tín của mình trên lục địa này để tìm kiếm thêm đồng minh trong bối cảnh xung đột với Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đối mặt với sự cô lập và lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, Nga đã nhấn mạnh kế hoạch gia tăng ảnh hưởng ở bán cầu Nam, khẳng định tương lai của nước này nằm ở châu Á và châu Phi, những khu vực với sự tăng trưởng, được dự đoán sẽ mang đến nhiều cơ hội kinh tế đáng chú ý. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, ông Putin tuyên bố Nga coi mối quan hệ đối tác với châu Phi là mối quan hệ quan trọng và Nga mong muốn đẩy lên thành mối quan hệ toàn diện. Trong những năm gần đây, châu Phi đã vươn lên vị trí hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga. Nhìn từ góc độ kinh tế, khu vực này có gần 1.5 tỷ người sinh sống, tương đương với Trung Quốc. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Nga và châu Phi đạt 18 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù chỉ số này đang là rất thấp so với Trung Quốc, EU hay Mỹ, nhưng đây được xem là thị trường rất có tiềm năng với giới doanh nghiệp Nga. Châu Phi cũng được coi là dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng tiêu dùng. Bên cạnh đó, châu lục này còn có trữ lượng khoáng sản lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, cũng như nhu cầu phát triển công nghiệp, công nghệ. Nhìn từ góc độ địa chính trị, nhiều chuyên gia cho rằng, trong khi châu Phi đang tìm kiếm đồng minh mới, thì Tổng thống Nga Putin nhìn thấy ở châu Phi khả năng sẽ trở thành một trong những đầu tàu của thế giới đa cực. Lãnh đạo các nước châu Phi hiểu rõ, tác động của an ninh lương thực đối với ổn định chính trị nên rất cần phân bón và ngũ cốc của Nga. Thêm vào đó, các nước châu Phi muốn tìm kiếm các biện pháp cụ thể để giảm tác động của cuộc xung đột Ukraine đối với châu Phi, vì châu lục này bị ảnh hưởng lớn nhất từ cuộc chiến do giá lương thực tăng. Tình trạng thiếu vốn là thách thức tài chính lớn nhất, thúc đẩy châu Phi phải tìm kiếm thêm các nhà đầu tư, và Nga cũng là một lựa chọn. Theo ông Putin, trong chính trị quốc tế, lập trường của Nga và các quốc gia châu Phi trong nhiều vấn đề chính rất gần gũi hoặc hoàn toàn trùng khớp. Ông nêu rõ rằng tất cả các bên đều muốn xây dựng một cấu trúc công bằng hơn cho trật tự toàn cầu và cùng nhau tuân thủ luật pháp quốc tế. Tổng thống nhấn mạnh, Nga và các quốc gia châu Phi phản đối việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để vũ trang mạnh cho các nước khác. Chúng tôi phản đối việc sử dụng các vấn đề khí hậu, bảo vệ nhân quyền và cái gọi là chương trình nghị sự về giới cho các mục đích chính trị không phù hợp, ông Putin nói. Theo ông, các hành vi bất hợp pháp như trừng phạt đơn phương và các biện pháp hạn chế trên thực tế là trừng phạt, gây tổn hại cho các quốc gia theo đuổi con đường độc lập là không thể chấp nhận được và tạo ra các vấn đề kinh tế trên quy mô toàn cầu, cản trở sự phát triển. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Vladimir Putin
đã có bài viết với tiêu đề Nga và Châu Phi, nỗ lực chung vì hòa bình, tiến bộ và tương lai thành công. Trong bài viết, ông cho biết mối quan hệ đối tác giữa Nga và Châu Phi có nguồn gốc sâu xa và bền chặt và luôn nổi bật bởi sự ổn định, tin cậy và thiện chí, đề cập đến sự hợp tác lâu dài của Moscow với lục địa này, cùng sự hỗ trợ quy mô lớn cho các nước Châu Phi trong giai đoạn khủng hoảng thời Xô Viết. Theo ông, hiện nay, mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng, tin cậy, hướng tới tương lai giữa Nga và Châu Phi đặc biệt có ý nghĩa và quan trọng khi các trung tâm quyền lực và ảnh hưởng kinh tế và chính trị mới xuất hiện trên thế giới. Ông nêu rõ, chúng tôi chắc chắn rằng một trật tự thế giới đa cực mới, những đường nét của nó đã được hình thành, sẽ công bằng và dân chủ hơn. Chắc chắn rằng Châu Phi, cùng với Châu Á, Trung Đông và Mỹ Latin, sẽ có vị trí xứng đáng trong đó, và cuối cùng sẽ tự giải phóng mình khỏi di sản cay đắng của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow ủng hộ việc trao cho các nước Châu Phi vị trí xứng đáng trong các cấu trúc quyết định số phận của thế giới, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, G20, cũng như cải cách các tổ chức tài chính và thương mại toàn cầu theo cách đáp ứng lợi ích của họ. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi với 49 phái đoàn Châu Phi tham dự, trong đó có 17 nguyên thủ quốc gia. Một trong những mục tiêu chính của sự kiện là tăng cường hợp tác giữa Moscow và lục địa Châu Phi vì các mục tiêu hòa bình, an ninh và phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.